trời luôn, sao chị chưa làm vậy? Chị, em coi coi chị học một đống như vậy nè, sao mà có thời gian để làm được? Học hết môn toán đến môn văn, làm gì có thời gian mà vậy? Chị còn phải học những môn khác nữa chứ. Vậy thì á hả, hôm nay chị rảnh thì chị làm đi. Ok. Hi, xin chào các bạn. Có rất là nhiều bạn muốn mình làm về góc học tập nè, nên hôm nay mình có thời gian làm cho các bạn nè. Đó, mình đã học một tuần học rồi nha, rất là mệt luôn. Đây, đây ở trên bàn của mình có rất là nhiều mảng xanh nè. Đây là cây nha, trời ơi cái cây nó bự. Đây là cây trầu bà nha. Đó, cái cây này cái cành nó rất là dài nè. Mình trang trí như vậy rất là đẹp luôn ha. Còn bên này là cây khắc tài của cậu mình tạo mình đó. Đây, ở trong này nó còn mọc được rất là nhiều cây con nè. Đó, đây để cái cành ở ngoài này cho đẹp nha. Mình còn chuẩn bị thêm một cái bình nước nữa để khi học mình cũng có thể uống ha. Còn đây, đây là hộp kẹo này, mình có thể ăn thêm này trong vòng khoảng 3-4 ngày gì đó luôn á. Nhưng mà mình thấy không có nên ăn nhiều đâu. Đây, còn cái này là cái iPad của mình. Tại năm nay mình sử dụng iPad rất là nhiều để mình tra cứu á. Có nhiều cái nó cũng hơi bị khó luôn, mình phải tự học nè. Đó. Nhưng mà cái iPad này nó rất là hay bị dơ. Nó rất là hay bị dơ nè. Này mình sử dụng bụi khăn giấy, cái bịch khăn giấy này để lau nó nha. Trời ơi nó dơ lắm. Nó bụi nè, rồi mình bấm nó sẽ có vết nè. Đó, chỗ có những cái nó chà mệt lắm. Cũng tương đối sạch rồi nè. Đó, lau mấy cái nó sẽ sạch. Mình sẽ để khăn giấy trong đây chút nữa. Lau tiếp một ngày lau khoảng 5-6 lần vậy luôn á. Còn ở đây là cái rổ cần thiết, gọi là cái rổ tiện nghi á. Có một cái đầu bấm để mình bấm nè. Rồi có kim nữa, có bịch khăn giấy nè, khăn giấy mình đang xài nha. Cái đồ sạc cho đồng hồ, rồi son dưỡng môi có màu. Còn cái này là son dưỡng môi không có màu, nó rất là thơm. Rồi tăm sau khi mình ăn xong nè. Còn đây là thước cuộn. Thước cuộn. Đây là chỉ nè, mình dùng để móc những cái gì đó mình cũng có thể móc nha. Còn đây là nước rửa tay nha. Đây là có rất là nhiều gom mini nè. Mình còn có thêm một cái hộp ở dưới này nữa. Đó, miếng tre, bên này là trái cây. Còn bên này là tổng hợp. Có rất là nhiều kẹp, kim kẹp để mình gắn. Còn đây có ổ khóa nè, phía đầu mini nè. Còn đây, thôi các bạn thấy mình xin chia không? Những cái kẹp gỗ mình ở trong này mình để gom được. Gom bôi mực, rồi gom cũng hàng đạo nè. Đó, còn ở đây là cái kẹp gỗ mình mới mua, mình chưa có xài, và một cái gương. Đó, mình sẽ cất vô nha. Cái mặt này rất là tiện luôn, cần gì có đấy, như bảo bối vậy đó, túi thần kỳ của mình. Đây. Ở trong này thì mình để sách rất là nhiều. Sách năm nay là mình lớp 6 rồi nên là mỗi ngày là phải đem luôn á. Đây, sách đó, sách là một cặp vậy luôn, mỗi cô một cuốn nha. Rồi còn có tập nữa, tập nhiều lắm, bài soạn nè, rồi bài tập làm thêm nè. Đó, còn ở trong này có một vài những cuốn sách mà mình yêu thích, như là sách người này được gửi đến từ thiên đường nè, rất là hay luôn. Rồi Toto Chan, Harry Potter tập 1, Harry Potter tập 1 mình đọc biết bao nhiêu tháng rồi đó. Đây, Toto Chan. Đó, còn rất là nhiều sách khác, như là sách nước Mỹ nè, sách nước Úc. Đó, còn ở bên này, đây ở trong này là có một cái học bút của mình khi mà mình đi trường nha. Đó, mình xài học bút trong này cho dễ thấy nha. Đúng như là các bạn nói là không có biết viết mực mà biết viết xanh. Viết mực với viết đỏ chỉ để giống như là ý tựa thôi. Đó, nên là mình đem rất là nhiều viết xanh ở trong này. Còn ở cái chồng tập này là những cái cuốn hơi nhát hoặc là những cái cuốn ghi chép. Đó, rất là nhiều luôn, giờ mới sắp vô. Ây da. Học bút mình thì chừng nào mình đi học mình sẽ cất vào, còn mình để vô đây. Còn ở trên này, ở trên này là có một cái thùng rác của mình nè. Nhiều khi mình không lười để dục rác lắm. Còn đây là cái chai dầu thơm để mình xịt khi nào mà có bơm á. Còn ở đây, đây là một cái rổ mà mình để dụng cụ như là bút highlight, gom rồi chuốt rồi cam ba nè. Còn ở đây là để bút nha. Đây, đây là một cái hộp mà có đầy đủ kim luôn. Đây là cái kẹp để mình kẹp giấy nè. Cái kim này kẹp hình tròn nè, nó cũng hơi nguy hiểm. Còn cái này là hình giống như hình bức tạ vậy đó. Còn ở đây là cái kẹp giấy luôn mà kẹp sắt nhiều lắm. Đó, màu hồng luôn nha. Thôi mình thấy này đẹp quá, mình để kế chai dầu thơm. Chai dầu thơm đây, đúng rồi. Đó. Đây có cuốn tập vẽ của mình nữa nè, mấy ngày nay mình chưa có vẽ cái gì hết. Đó, trời ơi, mình vừa đánh cái bông hoa nè. Cái gì vậy trời. Đó. Tiếp theo, còn đây là 6 cái cục rất là lợi hại của mình. Giống như là một cái cục này như cục xí ngầu vậy đó. Mình chơi xí ngầu thì mình chơi cái này để học tiếng Anh nè. Ví dụ như ở trong này có nói là what sport do you like, mình sẽ trả lời nếu như mà mình thấy chúng. Đó, mình sẽ chơi với Khánh Linh nha, Khánh Linh thua hoài à. Ở Khánh Linh này chúng mua dễ không à. Đó, lắc lên, giống như là mình lắc vô đây nè. Thấy,
nhau, khác chủ đề hết. Để mình ôn. Đó, ở đây là hộp bút, cái vỏ bút và chỗ để đựng dụng cụ. Còn đây là một cái bìa sơ mi để mình đựng những cái bài tập nè, rất là nặng luôn, mà tập tiếng Anh nha. Đó, rất là dễ thương, để được rất là nhiều đồ. Đây, đây. Giáo sư Bảo Minh. Đó, ở đâu đây? Đây, ở đây hộp nè. Đó, vậy là đây là cái góc học tập của mình trong năm nay nha. Mình chúc các bạn luôn học giỏi nha. Và mình cũng vậy nữa, mình luôn phải học giỏi thật là tốt luôn nha các bạn. Vậy là video của mình đến đây đã hết rồi. Các bạn nhớ